Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, dược cạn một mình luôn là nỗi lo sợ cho các cặp vợ chồng và các bà mẹ trẻ. Và lúc này thì câu hỏi sanh thường hay sanh mổ luôn là một câu hỏi khó. Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay muốn giúp cho quý khán giả, mà đặc biệt là các cặp vợ chồng chuẩn bị có con, có hướng giải quyết đúng đắn nhất, khoa học nhất để bảo đảm cho mẹ và con. Chuyển dạ là một quá trình đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ thai nghén sau 38 đến 40 tuần mang nặng. Thai phụ bước vào giai đoạn đẻ đau. Chuyển dạ được gọi là một quá trình bởi vì thời gian chuyển dạ thường kéo dài từ 6 đến 12 giờ ở người con rạ, và thời gian này sẽ kéo dài tăng gấp đôi ở người mới sinh con lần đầu, nghĩa là phải từ 12 đến 24 giờ tính từ khi xuất hiện cơn co tử cung chuyển dạ đầu tiên. Ông bà ta thường nói đau như đau đẻ, để nói rằng là đẻ thì phải đau lắm, đau không gì bằng. Ngày nay, với những tiến bộ y học, đã có phương pháp gây tê đẻ không đau. Tuy nhiên, không phải tất cả thai phụ nào cũng đều được đẻ không đau. Vì đẻ không đau chỉ thực hiện ở những bệnh viện lớn có trang thiết bị phương tiện gây mê hồi sức tốt và có đội ngũ y bác sĩ gây mê rành nghề. Và cũng có những trường hợp thai phụ có chống chỉ định gây tê đẻ không đau như bệnh lý cột sống, cao huyết áp, vân vân. Và bản thân gia đình sản phụ cũng phải chuẩn bị kinh phí tốt nữa. Như vậy tự chung thì đa phần các sản phụ đều phải trải qua quá trình đau chuyển dạ. Em thấy dạ em đau em cũng lo, không biết mẹ và con hay gái ra sao. Em cũng muốn là dạ em sanh cho hai mẹ con an toàn, mẹ tròn con vuông. Dạ, cho em sanh lẹ lẹ, cho em sanh suôn sẻ. Giờ thì cũng đau chằn chằn, đau lưng vậy đó chị. Mà tâm trạng của em thì giờ em nôn đã sanh cho nhanh được mẹ tròn con vuông cho khỏe. Giờ em không biết có sanh thường được hay là mổ, giờ em đau. Em cũng biết sao, đang bên em đau khó chịu, đau quặn quặn vậy đó. Rồi có cơn hồi hết là hồi đau. Giờ chỉ muốn cho vợ làm sao sanh cho nó sớm chút cho khỏe. Để vợ thấy đau, thấy vợ đau nhiều cũng thấy sốc luôn. Kính thưa quý khán giả, chuyển dạ là một quá trình kỳ diệu. Thế nhưng khi quá trình chuyển dạ xảy ra thì mỗi giây phút lại là mỗi lo sợ cho các cặp vợ chồng, mà đặc biệt là các sản phụ. Chính vì vậy mà chọn giải pháp như thế nào để an toàn nhất luôn được đặt ra. Và chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm cho những quyết định này của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, đứng ở góc độ y học thì đâu mới là giải pháp an toàn cho cả mẹ và bé? Xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, phó giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để có câu trả lời nhé. Xin được chào tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng. Trước hết thì xin bác sĩ có thể vui lòng cho biết khi nào thì mới có chỉ định sanh thường. Kính chào quý khán giả, chào Ngọc Hoa. Thì sanh thường có thể nói nôm na là một cái hành trình mà thai nhi đi trong ống sinh của người mẹ. Như vậy thì chỉ định sanh thường khi nào mà không có bất kỳ một cái sự cản trở nào của cái hành trình này. Ví dụ như là mẹ phải có sức khỏe tốt, bởi vì cái hành trình này rất cần cái sự hỗ trợ từ phía người mẹ, là bởi những cái cơn gò tử cung, bởi sức rặn của người mẹ, bởi những cái động tác hít thở của người mẹ để cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho trẻ. Và cái hành trình này cũng không bị cản trở bởi những cái vật cản, ví dụ như là những cái khối u tiền đạo làm cản cái đường ra của thai nhi, cũng như là nhau tiền đạo, nó bánh nhau nó lấp cái lỗ trong cái lỗ của cổ tử cung làm cho thai nhi không thoát ra ngoài được, hoặc là thai nhi nó có vấn đề gì về sức khỏe, ví dụ như suy thai, ví dụ như sai dây rốn, nghĩa là thai nhi nó đủ sức khỏe để nó vượt qua cái ống sinh sản này. Thì nếu mà không có chống chỉ định sanh thường thì bao giờ người ta cũng khuyến cáo rằng sanh thường vẫn mang được lại được nhiều lợi ích hơn so cho mẹ và thai. Vậy thì ngược lại, khi nào thì mới có chỉ định sanh mổ, tức là phẫu thuật mổ bắt con? Thì chỉ định mổ lấy thai thì có thể là gặp những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như cái trường hợp khẩn cấp mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai, ví dụ như là dọ vỡ tử cung, ví dụ như là nhau tiền đạo nó ra huyết nhiều, nhau bông non, hoặc là thai có những cái dấu hiệu suy thai cấp mà thai nó không thể nào nằm lâu ở trong bụng mẹ được nữa mà phải mổ cấp cứu để lấy thai ra nhanh. Thì bên cạnh những cái trường hợp cấp cứu đó thì cũng có những cái trường hợp mà mổ thai có thể trì hoãn hơn, ví dụ như là những cái trường hợp mà ngôi thai bất thường,
phần thai nó không có trình diện mà thuận lợi để cho thai nó đi ra ngoài, ví dụ như ngôi mông mà con so, hoặc là thai to, hoặc là những cái trường hợp mà bất thường của bánh nhau nó tròn ba cổ tử cung như là nhau tiền đạo, hoặc là những cái trường hợp mà ngôi cái trường hợp mà dây rốn nó quấn cổ, có những cái biểu hiện của suy thai cấp. Dân, thật ra thì các cặp vợ chồng luôn lo sợ, tức là trong giai đoạn chuyển dạ thì những cái chỉ định mổ bắt con không được kịp thời, tức là đã có những cái dấu hiệu bất thường rồi thì mới có chỉ định mổ, như thế thì rất là nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng về vấn đề này như thế nào? Dạ vâng, thì đúng rõ ràng rằng là có những cái trong khi mà chuyển dạ thì có những cái tình huống mà diễn tiến rất là cấp bách mà đôi khi thầy thuốc phải giải quyết rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta đến bệnh viện hoặc là đến một có những cái cơ sở sản nhi hoặc là bệnh viện sản nhi chuyên biệt, thỉnh thoảng thì chúng ta thấy đội ngũ y bác sĩ đẩy người bệnh rất là khẩn cấp để lên phòng mổ gấp và để mổ lấy thai. Thì đó là những cái tình huống mà có thể nó diễn tiến bất thường ở trong cái quá trình chuyển dạ. Ví dụ như là khi mà đang theo dõi cái quá trình chuyển dạ vậy thì thai nó suy, tim thai suy thì chúng ta phải chuyển mổ cấp cứu, hoặc là những cái trường hợp mà đang với quá trình chuyển dạ bình thường thì cái tử cung nó co hồi dồn dập, nó có cái dấu hiệu dọ vỡ tử cung thì chúng ta cũng phải mổ cấp cứu. Hoặc là những cái trường hợp mà người mẹ không thể nào hợp tác tiếp, mà không thể nào hợp tác với thầy thuốc để rặn xanh thì cái quá trình chuyển dạ nó bị đình trệ lại thì cũng phải chuyển mổ lấy thai. Do đó thì trong cái quá trình chuyển dạ cần được thầy thuốc theo dõi sát, nếu mà có một cái sự chảnh mảng nào đó trong quá trình chuyển dạ thì cũng dễ xảy ra những cái tai biến lúc đó. Trong thực tế thì nhiều cặp vợ chồng trẻ có quan niệm là sinh mổ bao giờ cũng an toàn hơn là sinh thường. Không biết ý kiến này đúng hay là sai? Tôi cho rằng đây là một cái quan niệm chưa đúng lắm. Thì trừ một số cái trường hợp mà cấp cứu vì tính mạng mẹ và con như tôi đã đề cập bên trên thì chúng ta cần phải mổ lấy thai. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu gần đây thì người ta cũng thấy rằng nếu mà mổ lấy thai không vì những cái chỉ định y khoa thì cái tai biến, cái tử suất tử vong của mẹ gấp 4 lần so với những người sản phụ sanh thường. Thì trong cái quá trình sanh thường thì mẹ sau khi sanh thường thì mẹ cũng sẽ hồi phục lại sức khỏe nhanh, sẽ vận động đi lại ăn uống bình thường, do đó sẽ giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, cân gò tử cung tốt hơn và ít có mất máu hơn. Người mẹ cũng nhanh lấy lại cái vóc dáng, và đặc biệt là cái lợi ích cho trẻ đó là trẻ nó có thể bú mẹ ngay sau khi sinh. Đau nó rất là khó chịu, đau mà nó nặng mà nó rất là đau vô cùng luôn, em chịu không nổi luôn á. Cái mấy chị kêu cố lên rồi, nói chung á là em nghĩ là sinh thường nó tốt hơn. Cái lúc đó nó cỡ nào phải ráng để cho con nó ra, sinh thường nó sẽ tốt hơn là sinh mổ. Thì sau khi mà sinh xong á thì ngày hôm sau là em thấy em khỏe hơn rồi đó, có thể tự đi tới đi lui một chút xíu. Rồi bé thì nó sinh ra cũng rất là khỏe, sinh ra thì cho mấy cô y tá cho bé đặt lên bụng, rồi lúc đó thấy vui và hạnh phúc lắm, hết mệt luôn á chị. Tại vì sanh con lần thứ hai nên em biết cảm giác đau nên em gán, em không muốn sanh mổ rồi rất là đau. Thì sanh thường thì mình gán đau chút xíu thì nó khỏe là nhiều hơn sanh mổ nhiều. Đau thì đau nhiều lắm, mà khi em bé ra khỏi mình mẹ cái để lên bụng mẹ cái nhìn con cái không có cảm giác đau nữa. Dạ, vui lắm. Dạ, giờ thấy con nó nằm rất là vui.
khi sinh mổ xong thì em thấy đau tùm lum hết. Đau mà gác mà nói chung là đi không có được luôn á, không nhúc nhích được luôn. Tại em sinh đứa này đứa thứ hai, đứa đầu tiên em mổ cho nên đứa thứ hai em quyết định em mổ giống như đứa đầu. Mà sau khi mổ xong em có cảm giác rất là đau. Nó đau mà nó gác mà nó đứng lên không có được á. Rất là đau, khó tả. Mà cũng cố gắng phải đi thì em thôi cỡ lòng cũng được. Kính thưa quý khán giả, như vậy thì cái gì mà thuận theo tự nhiên nó đều có lợi và chuyện sinh nở cũng không nằm ngoài quy luật này. Qua câu chuyện với những người trong cuộc và đặc biệt là qua những thông tin mà chúng ta tiếp nhận từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi nghĩ rằng các cặp vợ chồng đã có quyết định cho riêng mình. Tuy nhiên trở lại vấn đề là những cái cơn đau trong quá trình chuyển dạ đã làm cho nhiều chị em phụ nữ là cảm thấy là lo sợ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện lại với tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng về vấn đề này nhé. Thưa tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, không biết là cơn đau chuyển dạ nó có đặc điểm ra sao và tại sao có chị em thì chịu đựng được nhưng cũng có chị em là không chịu đựng được? Vâng, thì người ta thường sợ là thường có cái câu nói là ví rằng là không có đau gì bằng đau đẻ. Thật sự thì cái cơn đau do chuyển dạ nó cũng có những cái tính chất đặc thù của nó mà đôi khi thì sản phụ cũng không lường trước hết được là cái vấn đề mà đau đẻ mình như thế nào. Đôi khi chỉ nghe những cái lời nói của những cái người đi trước lo lắng. Thì cái cơn đau trong chuyển dạ thì nó là một cái cơn đau nó diễn tiến bắt đầu từ khi có cái cuộc chuyển dạ đi vào hoạt động và nó cũng tùy thuộc vào từng người. Như Ngọc Hoa nói thì có những người là cảm giác là chỉ đau trần ở thắt lưng rồi sau đó thì sinh, nhưng mà có những người thì đau rất là dữ dội. Thì vấn đề ở chỗ là cái khả năng chịu đựng của cơn đau cũng như là cái sự tập luyện mà trước khi mà sản phụ đi vào cái cuộc sanh nó cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà cảm nhận cái cơn đau trong chuyển dạ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là bà mẹ chúng ta cũng đã từng chịu được khi sinh chúng ta và rất nhiều phụ nữ trên thế gian này cũng đã chịu được, thì chúng ta cũng sẽ chịu được hơn nữa là nghĩ tới đứa con của thân yêu của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn đau đẻ này để đã có một cái cuộc sanh hoàn hảo. Như vậy là để giảm đau, giảm khó chịu trong quá trình chuyển dạ thì theo tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, chị em phụ nữ cần phải thực hiện những cái phương pháp như thế nào? Để đối phó với cơn đau thì tôi nghĩ rằng chị em cũng cần tập luyện trước đó. Quan trọng nhất là cái động tác mà hít thở trong khi chuyển dạ theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Cái việc hít thở trong chuyển dạ cũng mang lại, hít thở trong chuyển dạ đúng thì cũng mang lại nhiều lợi ích cho thai phụ cũng như là cho đứa trẻ, cung cấp đầy đủ oxy cho đứa trẻ. Nhưng mà trong cái cơn hít thở thì sản phụ cũng sẽ cảm giác giảm bớt được cái phần nào đau đớn, cũng như khi mà hít thở thì chúng ta cũng sẽ tránh được những cái trường hợp mà rặn sanh sớm khi mà cái phần sanh nó chưa có thuận lợi. Dần trong quá trình chuyển dạ thì các sản phụ lo sợ nhất chính là những cái diễn biến bất thường có thể xảy ra. Nhưng đây thì xin tiến sĩ có thể vui lòng giải thích những cái bất thường này phải chăng là nó xảy ra quá đột ngột và không hề có dấu hiệu báo trước? Đau trong cái quá trình chuyển dạ thì thông thường nó cũng theo một cái quy luật của nó, trừ khi nó có một số cái diễn biến bất thường như những cái cơn gò cường tính, tức là những cái cơn co tử cung nó tăng, nó gần nhau hơn và nó quá cái sức chịu đựng của thai phụ, thì những lúc này thì có thể mình sẽ trao đổi với lại nhân viên y tế, bác sĩ hoặc là nữ hồi sinh đứng gần đó để có thể giải quyết kịp thời. Và điều quan trọng của chị em phụ nữ lúc này đó là hít sâu và thở thật đều theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế, không quá hoảng hốt hoặc lo sợ hoặc là có những cái hành động như là thay đổi tư thế đột ngột hoặc là không hợp tác với thầy thuốc. Dân như vậy thì trong chương trình hôm nay, xin tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng có thể vui lòng tư vấn để chị em phụ nữ được biết trong quá trình chuyển dạ thì chị em phụ nữ cần phải tỉnh táo và chuẩn bị tâm lý ra sao để phối hợp với thầy thuốc một cách tốt nhất và an toàn nhất. Và tôi nghĩ rằng là bình tĩnh trong thời điểm này và theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế là điều nên làm và tốt nhất, có hiệu quả nhất trong cái thời điểm này. Bởi vì chúng tôi thấy rằng có những cái trường hợp chị em phụ nữ rất là hốt hoảng, la lối, và cái việc mà chúng ta càng la lối thì nó sẽ càng gây mệt
cho sản phụ cũng như là sẽ không cung cấp đầy đủ oxy cho trẻ, dễ đưa đến suy thai. Và càng khi mà chúng ta la lối thì chúng ta sẽ không hợp tác tốt với thầy thuốc để tạo những cái cơn gò tử cung thích hợp để đẩy thai đi ra ngoài khỏi cái ống sinh của người mẹ một cách dễ dàng. Chính vì vậy mà lời khuyên mà tôi muốn nói với chị em phụ nữ khi đi sanh là nên giữ bình tĩnh và hít sâu thở đều theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế, hợp tác tốt với nhân viên y tế. Dân xin cảm ơn những thông tin mà tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.